Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Cà phê Hotline VTC9, nơi chúng tôi luôn luôn nhận và trả lời những ý kiến đóng góp cũng như phản ánh của quý vị và các bạn. Trong ngày vừa qua thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của một khán giả có số điện thoại là 0984209XXX đang sinh sống ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, phản ánh về thực trạng việc thực hiện chỉ đạo của thành phố đối với công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Chợ cóc lấn chiếm hè phố bị cấm họp, thế nhưng thực trạng này thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cụ thể, tại địa điểm giữa cầu nối từ phố Giáp Nhất, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân qua phố Cầu Mới, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, những ngày này, hoạt động chợ cóc như là buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông đã hoạt động tấp nập trở lại. Địa điểm biển thông báo cấm hoạt động chợ cóc thuộc địa bàn Ủy ban nhân dân phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Thế nhưng biển cấm thì cứ cấm, người dân hoạt động buôn bán thì cứ bán. Việc bán hàng như là cá giết mổ tại chỗ khiến cho môi trường trở nên nhếch nhác, ô nhiễm. Và khán giả đặt câu hỏi là lực lượng chức năng liệu có đang buông lỏng quản lý và cần xử lý nghiêm để tránh tình trạng tái diễn đối với những câu chuyện buồn như trên.